Thưa quý vị, đánh giá về tình hình dịch bệnh trên toàn thành phố đang hết sức phức tạp, đặc biệt là trong tuần sát điểm giữa thời điểm mà ngày bầu cử 23 tháng 5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu chính quyền cơ sở rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý, đồng thời lập danh sách những người có nguy cơ mắc COVID-19. Theo đó, việc lập danh sách này sẽ được các cơ quan chức năng tiến hành hàng ngày với đầy đủ địa chỉ cụ thể, điện thoại, nơi làm việc. Với những trường hợp về từ Đà Nẵng, thành phố yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm và tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm hoàn thành chậm nhất vào ngày 17 tháng 5. Thống kê của thành phố, số người từ Đà Nẵng về sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là gần 20.000 người. Trong đó, trường hợp từ ngày mùng 1 tháng 5 cho đến nay đã gần 5.600 người. Tương tự, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp tại các tỉnh thành, những cư trú và sinh sống trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và đảm bảo các biện pháp về phòng chống dịch. Và tính đến 10 giờ ngày 16 tháng 5, Hà Nội ghi nhận 75 ca nhiễm cộng đồng. Ngoài ra thì trên địa bàn còn ghi nhận thêm 112 ca tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Ca.